tiếp tục lên cho cả nhà một xe mini đến từ nhà Bridgestone. Và đây là một con xe đặc biệt. Đây là một con Bridgestone màu đen tuyền, đen bóng hay cả nhà. Chính hãng của Bridgestone, hàng nội địa Nhật. Đây là một con xe đời 2022. Trước giờ thì mình bán xe cũng rất là nhiều hay cả nhà, nhưng mà con xe 2022 này là con xe đầu tiên mình sở hữu. Vô chi tiết nhà cùng theo dõi một con Bridgestone màu đen tiền 2022. Đây là một con Bridgestone 27 inch hay cả nhà. 2022 thì cũng không có vấn đề gì để bàn cãi về con xe này hết. Chủ yếu là quay cho cả nhà xem. Đầu tiên ha, mình sẽ đi từ sau ra trước đi. Đây, cái đùm của nó nè cả nhà. Còn cái ngày thì tí xíu mình sẽ ra trước mình quay ha. Cái đùm nè, căm đùm niền còn rất là đẹp nè, gác đầu bu nè, đó bằng inox ha, đó rất là đẹp. Đây, mình không nghĩ là 2022 thì những con xe này được bỏ bãi, thì mình cũng không hiểu thì họ xài như thế nào. Mình nghĩ là họ không thích thì họ bỏ thôi chứ không có vấn đề gì hết hai cả nhà. Đây, mình đã test rất là kỹ và nhìn á thì thật sự ra không có vấn đề gì hết, chỉ là bỏ bãi 2022 thì nó mới về công đây thôi, cho nên là con xe này chắc không có chạy được bao lâu đâu, tại vì cặp lốp nè gần như mới luôn đó, cặp lốp là không có vấn đề, ta lông đồ này kia là còn nguyên hiện hết này đó. Thì mọi người nghĩ đi, xe này chắc chạy được khoảng nửa năm, nửa năm thì bỏ luôn. Ở Nhật nó có một cái rất là hay, khi mà xe mà chạy mà để ngoài đường á, là nó dán giấy ha, hoặc là để ở trong khu gửi xe, hoặc là trường học, hoặc là trạm xe buýt chỗ này chỗ kia đó, thì nó sẽ lại nó dán giấy nha. Nếu mà trong khoảng thời gian bao lâu á không có đem di chuyển cái xe đó đi chỗ khác thì thành phố nó sẽ tịch thu xong thì nó sẽ bỏ bãi ha cả nhà. Đây, đó, cái đùm của nó nè, nó còn sáng trưng luôn, cái nước ram còn luôn á cả nhà. Nè, ba ga là ba ga inox nha, giống như mấy con xe trước mình bán vậy đó. Thực sự ra thì những con xe nào mà nó không có đẹp thì mình sẽ không có lấy đâu cả nhà. Có hôm qua là con xe kia là về nó bị móp á, là do tai nạn thôi, tức nghĩa là lâu lâu nó sẽ bị một số chiếc nó như thế, thì mình bán rẻ ha cả nhà. Và những con xe đó thì bán coi như là không lợi nhuận luôn rồi đó, là bán ra đi cho khách sử dụng. Hôm qua thì cái con xe kia cũng rất là đẹp á, đây con này 2022 ha cả nhà, đó tháng 2 nha, tháng 2 2022. Còn bây giờ là tháng 10 2023 thì con xe này nó mới đi được khoảng 1 năm rưỡi. Nhưng mà cái ngày bỏ bãi với lại cái ngày container về Việt Nam á thì nó đã mất bao lâu rồi. Một công đi ở biển thì có thể là 1 đến 2 tháng ha. Khi mà xuống công rồi thì nó còn ở hải quan, nói chung là cũng đủ thứ hết. Thì liệu thì con xe này đi được bao nhiêu, không có đi được nhiều đâu cả nhà. Màu nước sơn là màu đen tuyền nha cả nhà. Màu nước sơn đen tuyền. Đây, mã số của nó là 995 nè. Đó. Tem thường về bị cạo ha cả nhà, tại vì Nhật thì nó có cái phòng chống tội phạm á, họ thường họ sẽ sợ liên lụy tới mình. Cho nên là họ cạo hết à. Đây, cặp lốp nè. Đó, mọi người nghĩ đi thì cái lốp như thế này thì con xe này đi được bao nhiêu. Và những con xe đời cao á, đời cao sau này thì cái đùm năng lượng hay gọi là vừa đùm mà vừa dynamo đó thì nó tinh chỉnh lại, nó gọn, nó nhỏ xíu ha cả nhà. Nói chung là đời sau này luôn, sau nhất, mới nhất ở thời điểm hiện tại là vậy. Còn mấy cái đời mà cũng cao, tầm khoảng 2010 mấy á, thì cái đùm nó lớn hơn này xíu. Đó. Và đùm này đùm nhôm luôn nha cả nhà, đùm nhôm nha. Đây, con này thì gắn cái rổ Marukin nha cả nhà. Đây là cái rổ chính hãng. Thì nó có cái chá đây nè, khi mà đi ban đêm xe đối diện nó pha vô mình á thì nó sẽ chá lại, cũng rất là an toàn. Ở đây cũng là một cái chá nữa nè. Không sao thì đèn hậu thôi. Con này thì hồi nãy mình có nói là 27 inch nha cả nhà. Từ chấu đèn thì cắm vô rồi, mình test đèn thì ok ha cả nhà, đèn led nha.
Đó, đèn LED đây, logo Rigaton. Đây, cặp rọ, cặp lớp Rigaton ha. Lớp thì vấn đề không có vấn đề gì. Nói chung là xe này mình quay chi tiết cho cả nhà xem, là xem con xe 2022 là con xe mới nhất hiện tại rồi. Nếu như mà thời điểm hiện tại đi ra cửa hàng mà mua thì cũng là mua những con xe này. Đó. Đây, đó. Đây 2022 ha. Mua tại siêu thị AON Bay. À, người thật việc thật. Đó, những con xe mình tuyển, tất cả xe đều là quay chi tiết cận cảnh hết cho khách ở xa xem, khách ở gần cũng xem được. Này. Đó. Và tất cả xe đều có chụp hình chi tiết hết, mình cũng có đăng ảnh ở trên cái tài khoản Zalo. Thì tài khoản Zalo là cái số điện thoại mô tả ha cả nhà. Xe thì mình bán toàn quốc, ở đâu ship cũng được hết. Việc ship xe là việc của em. Đó, còn khách hàng là cứ xem xe thôi. Nếu con nào ưng thì mình mua. Và tất cả xe mình đều báo giá công khai hết, không có vấn đề gì phải giấu giếm hết. Nếu khách nào ưng, cảm thấy là vừa túi tiền, chơi được thì alo. Còn xe mình quay tham khảo chi tiết cận cảnh hết, để cho khách hàng nếu mà không mua thì cũng xem vui vẻ, không có vấn đề gì hết. Đó, không có mắc mớ vì vấn đề gì mà nặng nhẹ nhau hết ha các nhà. Nếu mua được thì mua, còn không mua không được thì để khách khác họ mua. Còn ví dụ như khách cần cái gì đó thì cứ alo trực tiếp cho Phúc, có để số điện thoại ở phần mô tả ha, không có vấn đề gì hết. Đó, ví dụ như những con xe này nó đẹp như thế này mà mình khen thì có người họ không thích đó, thì cũng chẳng có lý do gì mà để mà không thích được hết, tại vì con xe này nó đẹp thật sự mà. Đó, một con mini màu đen tuyền ha cả nhà. Thường thì sẽ là màu bạc trắng rất là nhiều, màu đen nó cũng không có nhiều á. Nói chung màu bạc trắng là cái màu mà bán ra nhiều nhất của xe mini. Hoặc là màu đen nè, màu xanh nè, nhưng mà màu xanh với màu đen thì nó ít hơn rất là nhiều ha. Rồi, xe này thì sẽ được ship toàn quốc từ miền Nam ha cả nhà. Con xe này mình bán 7 triệu đồng, còn phí vận chuyển cọc từ 20% giá trị xe hoặc tối thiểu là 1,5 triệu thì mình sẽ bắt đầu ship xe. Nếu khách hàng nào cần xem chi tiết thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại ở phần mô tả là 0898831234. Rồi, xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp. À, con xe này là DJ Sơn nha cả nhà, 3 số Sơn 27 inch 2022. Rồi, khách nào chơi thì alo cho Phúc. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em một cái clip kế tiếp và những con xe đẹp kế tiếp.